Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 205 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gốc truyện.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Thời gian trôi qua đảo mắt đã qua vạn năm. Đối với người tu hành mà nói, thời gian vạn năm kỳ thật rất ngắn. Cả Đông Kỳ phái vẫn hoảng sợ như cũ. Thời khắc lo lắng kiểu Trần Giáo đã đến. Trong thời gian vạn năm qua, Đan Bảo vẫn dốc lòng luyện đan, tìm hiểu luyện đan chi đạo, cũng đột phá thành đạo quân nhị bộ, có được trước 6 chương của Đan Diệp Thất Chương, cho nên Đan Bảo có được con đường tu hành chính xác, tiến bộ cũng rất nhanh. Tại cửa chính của Đông Kỳ phái, người đến mau dừng lại. Đệ tử thủ vệ quát lên. Chỉ thấy bên ngoài có một tên dị tộc mặc khải giáp đỏ rực đi tới, làn da màu xanh lá cây đậm, rất béo. Hắn hét lớn: "Nhanh chóng đi truyền lời, ta phụng lệnh của giáo chủ Cửu Trần Giáo muốn gặp Lôi Tân đạo quân của các ngươi." "Sao? Cửu Trần Giáo ư?" Hai gã đệ tử thủ vệ chấn động. Rốt cục cũng đến. "Ta đi truyền lời, ngươi ở đây chờ." Một tên đệ tử thủ vệ trong đó lập tức chạy đi. Tên dị tộc làn da màu xanh lá là người rất kiêu ngạo, gương mặt lạnh lùng đứng ngoài cửa. Trong chủ điện của Đông Kỳ phái, nên đến rốt cục cũng đến rồi. Nghe được môn hạ đệ tử bẩm báo, Lôi Tân đạo quân cũng nghiêm túc. Trong đại sảnh còn có một đám đệ tử đang tụ tập. Cửu Trần Giáo đã đến. Những đệ tử kia cũng hoảng hốt không nhỏ. "Dẫn hắn tiến vào." Lôi Tân đạo quân phân phó một câu. "Vâng." Đệ tử truyền lời ngoài cửa rời đi. Qua một lúc lâu, pháp thân của Lôi Tân đạo quân đi vào trong tòa đình viện kia. Hắn chạm vào cánh cửa đá và tiến vào trong hành lang của không gian. Hành lang không gian, trên không gian của hành lang không gian có một đám người đang chiến đấu. Chính là Na Á đạo quân, Hỏa Tiên tử Tô Vô Cơ đang chiến đấu. Đồng thời còn có một gian nhà cỏ nằm ở biên giới. Trong nhà cỏ chính là Kỳ Linh đang ngồi tĩnh tọa. Kỳ Linh đã tu hành vạn năm. Tại hành lang không gian này, hắn thường xuyên đi chiến đấu chém giết. Thời điểm tĩnh tu sẽ quay về nhà cỏ. "Bác Minh đạo hữu à." Pháp thân của Lôi Tân đạo quân đi tới trước nhà cỏ và lên tiếng. Kỳ Linh trong nhà cỏ mở to mắt, hắn cười hỏi: "Lôi Tân đạo quân, chuyện gì vậy?" "Sứ giả của Cửu Trần Giáo đã đến rồi." Lôi Tân đạo quân nói. "Sao, Cửu Trần Giáo ư? Rốt cục cũng đã đến." Trong mắt Kỳ Linh lóe sáng, lập tức đi ra khỏi nhà cỏ và thu nhà cỏ vào tay. "Hai người các ngươi tiếp tục tu luyện ở đây, ta đi ra ngoài xem một chút." Kỳ Linh cao giọng nói. "Vâng, thưa chủ nhân." Tô Vô Cơ, Na Á đạo quân đều cao giọng đáp. "Đi, chúng ta đi." Kỳ Linh lập tức dẫn Lôi Tân đạo quân đi ra bên ngoài. Trong đại sảnh của Đông Kỳ phái đang chiêu đãi tên sứ giả Cửu Trần Giáo. Trong đại sảnh còn tụ tập một đám đệ tử của Đông Kỳ phái. Kỳ Linh tiến vào từ cửa hông, hắn ngồi phía sau yên lặng nhìn về phía trước. "Sứ giả Cửu Trần Giáo đến Đông Kỳ phái chúng ta, không biết là có chuyện gì?" Lôi Tân đạo quân ngồi trên cao nói xuống. "Rất đơn giản." Phía dưới đang đứng một dị tộc mặc giáp khải hỏa hồng, âm thanh lạnh lùng nói: "Cho các ngươi cơ hội bảo toàn mạng sống. Đông Kỳ phái các ngươi nhanh chóng di chuyển ra khỏi Đông Vị Kỳ vực này. Các ngươi còn cơ hội sống sót. Nếu là chống cự, chỉ có đường diệt vong mà thôi." "Đáng chết, vậy mà dám ư?" Các đệ tử của Đông Kỳ phái trong đại điện nghe xong liền xôn xao, hiển nhiên vô cùng tức giận. Bọn họ không nghĩ tới Cửu Trần Giáo lại hung hăng càn quấy như thế. "Đây là lời của giáo chủ chúng ta, hoặc là các ngươi nhanh chóng rời khỏi Đông Kỳ vực, hoặc là chết ở đây." Tên dị tộc sắp đỏ lạnh lùng lên tiếng. "Ta đã truyền lời cho các ngươi, lựa chọn như thế nào là chuyện của các ngươi. 10 năm sau, nếu như Đông Kỳ phái còn chưa đi, cứ chờ chết đi." Nói xong, hắn liền xoay người đi ra bên ngoài. "Muốn đi ư? Đứng lại cho ta." Lúc này, các đệ tử Đông Kỳ phái đang giận dữ, muốn ngăn cản sứ giả. "Cho hắn đi." Lôi Tân đạo quân lạnh lùng nói. Tất cả đệ tử Đông Kỳ phái chỉ có thể nhịn xuống. "Ta có phần thân chi thuật, các người giết cũng rất vô ích thôi." Nam tử dị tộc mặc sắp đỏ cười lạnh, lập tức hung hăng càn quấy rời đi. Lôi Tân đạo quân chỉ yên lặng nhìn xem. Hắn còn không đến mức tức giận một tên thế giới cảnh. Hắn tức giận chính là Cửu Trần giáo chủ. "Bắc Minh đạo hữu." Lôi Tân đạo quân nhìn sang Kỳ Linh đứng ở nơi hẻo lánh. "Ta đều nhìn thấy rồi." Kỳ Linh gật đầu cười nói.
Đến thì đến đi, ta ở trong Đông Kỳ phái đã hơn 10,000 năm, cũng chờ kiểu Trần giáo tới đến mỏi mòn rồi. Lôi Tân đạo quân thở ra một hơi nói, ai, có những lời này của đạo hữu thì ta yên tâm rồi. Trong hư không hắc ám hỗn loạn, trong một tòa thần điện lơ lửng, trong thần điện đang có rất nhiều người tu hành đang bay tới. Tại nơi cao nhất trong đại điện có một nam tử đang mang mặt nạ bạc bay tới. Đương nhiên uy danh kiểu dần giáo chủ của hắn cũng không nhỏ trong cương vực chung quanh. Vô số sinh linh cần phải nhìn sắc mặt của hắn mà sống. Hắn tà ác cường đại, tại vô số năm tháng qua đi, hắn đã trở thành nỗi sợ hãi của các cương vực này. Hai phía bên dưới của đại điện có ba phó giáo chủ đang đứng. Giáo chủ, một trong ba vị phó giáo chủ Nhã Phủ đạo quân lên tiếng. Thời hạn 10 năm đã tới, Đông Kỳ phái cũng không có di chuyển, chúng ta làm cái gì bây giờ? Còn cần phải nói ư? Đương nhiên là đánh chúng rồi, tiêu diệt Đông Kỳ phái. Hung Hỏa đạo quân có thân thể nham thạch giận dữ hét lớn. Không có Đông Kỳ đạo quân, Đông Kỳ phái làm gì có tư cách đối với kiểu Trần giáo chủ chúng ta đây? Lúc này phó giáo chủ Linh Động đạo quân cao mày quát. Hung Hỏa, Đông Kỳ lão tổ thực lực phi phàm, hàng ổ của hắn có rất nhiều trận pháp cấm chế. Trước kia chúng ta cưỡng bức Đông Kỳ phái, nếu như có thể cưỡng bức thành công thì cũng thôi đi. Về phần cường công ngư, giáo chủ có chút nắm chắc, ba người chúng ta đi cường công sẽ có nguy hiểm vẫn lạc đấy. Ba phó giáo chủ đều là đạo quân tứ bộ, Linh Động đạo quân thực lực sắp xếp đầu tiên, Nhã Phù đạo quân, Hung Hỏa đạo quân thực lực yếu nhược hơn một chút. Được rồi, Kiều Trần giáo chủ ngồi trên cao lạnh lùng nói, nếu bọn chúng không di chuyển thì đánh thôi. Ba phó giáo chủ phía dưới, đặc biệt là Linh Động đạo quân, Nhã Phù đạo quân đều kinh ngạc. Linh Động đạo quân quát, tất cả các ngươi lùi xuống trước đi. Vâng. Các đạo quân thế giới cảnh phía dưới đang còn có chút nghi hoặc nhưng vẫn lùi ra. Giáo chủ à? Linh Động đạo quân ngẩng đầu nhìn Kiều Trần giáo chủ nói, giáo chủ có quá mức quan tâm Đông Kỳ phái hay không đây? Lúc trước vốn là chặn giết, về sau chúng ta cũng đã di chuyển thần điện tới bên ngoài của Đông Kỳ Vĩnh Hằng giới rồi, đang giám thị cả Đông Kỳ Vĩnh Hằng giới. Hiện tại cường công ngư, hôm nay Đông Kỳ phái đã rất suy yếu rồi, chỉ cần vây khốn, vây nhưng không đánh, trừ phi bọn chúng vĩnh viễn không đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nếu không vẫn vây khốn thời gian dài không đi ra ngoài mạo hiểm, bọn chúng sẽ không ngừng suy yếu mấy hỗn độn kỷ nguyên, bọn chúng cũng xong rồi, chúng ta cần gì phải cường công đây? Đúng vậy giáo chủ, chúng ta có quá gấp gáp hay không? Nhã Phù đạo quân cũng nói, bọn họ đều cảm thấy quá gấp. Bọn họ đã hoàn toàn chiếm lĩnh Đông Kỳ vực, về phần Đông Kỳ phái cứ vây khốn là được, nhưng giáo chủ lại muốn đánh. Như thế nào? Lão giáo chủ đã chết, cảm thấy ta là người nhân tử nương tay nên không nghe lời phải không? Kiều Trần giáo chủ đứng chân cao lạnh lùng quát lớn. Tiểu nhân không dám. Ba phó giáo chủ cung kính đáp. Đã không dám thì nghe lệnh của ta, xuất phát tiến về phía Đông Kỳ phái. Kiều Trần giáo chủ ra lệnh. Vâng. Ba vị phó giáo chủ chỉ có thể cung kính tuân lệnh, xuất phát tiến về Đông Kỳ phái. Rất nhanh mệnh lệnh đã được truyền ra, lập tức tòa thần điện nguy nga này bay thẳng về phía Đông Kỳ Vĩnh Hằng giới. Ầm ầm, xuyên qua vách màn Đông Kỳ Vĩnh Hằng giới, tòa thần điện nguy nga màu xám giống như ngọn núi không ngừng phi hành vào trong Đông Hằng Vĩnh Hằng giới, bay tới Đông Kỳ phái, căn bản không có ý định giấu giếm gì. Là Kiều Trần thần điện ư? Kiều Trần giáo chủ, Kiều Trần thần điện. Không ít người tu hành tại Đông Kỳ Vĩnh Hằng giới ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ kinh hãi và rung động. Bọn họ hiểu sắp có đại sự xảy ra. Mau mau mau, tranh thủ thời gian xuất phát đi, chúng ta cũng đi Đông Kỳ phái đứng xa nhìn xem thế nào. Kiều Trần giáo và Đông Kỳ phái đại chiến chính là trận chiến lớn nhất trong mấy cương vực chung quanh, không thể bỏ qua. Đông Kỳ phái trải qua trận chiến lần này sẽ bị diệt, trận đại chiến này không thể bỏ qua được. Dùng nội tình của Đông Kỳ phái vô tận tuế nguyệt, muốn tiêu diệt cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Ta đoán Kiều Trần giáo sẽ phải chết một ít đạo quân mới được. Những người tu hành kia không ngừng nghị luận với nhau, đồng thời cũng yên lặng đuổi về phía Đông Kỳ phái. Bọn họ muốn xem cuộc chiến như thế nào, bỏ qua chuyện trọng đại như thế sẽ có tiếc nuối. Đến, Kiều Trần giáo chủ đến rồi. Tổng bộ Kiều Trần giáo chủ, Kiều Trần thần điện đã bay tới rồi. Tin tức nhanh chóng lọt vào trong tay Đông Kỳ phái. Đông Kỳ phái sinh ra xôn xao, phần đông các đệ tử hoảng sợ bất an. Tuy đã sớm dự liệu có đại chiến hôm nay, thậm chí mặc dù có Bắc Minh đạo quân nói hỗ trợ ngăn cản, khi thời điểm này chính thức tới
thì bọn họ vẫn cảm thấy nội tâm sợ hãi. Bởi vì Cửu Trần giáo chủ xây dựng ảnh hưởng quá sâu, nó cường đại đã sớm xâm nhập vào nội tâm của các cương vực chung quanh đó. Bắc Minh đạo hữu, Bắc Minh đạo hữu à. Lôi Tân đạo quân tiến vào hành lang không gian, cũng mời Kỳ Linh đi ra. Đến rồi sao? Kỳ Linh, Đan Bảo, Tô Vũ Cơ, Na Á đều đi ra. Tổng bộ Cửu Trần giáo, Cửu Trần thần điện đang bay tới nơi này. Lôi Tân đạo quân nói chuyện có chút hoảng hốt liền nói. Cũng không vội vã xuyên thẳng qua hư không, nó quang minh chính đại bay tới, chỉ sợ muốn rất nhiều người tu hành phát hiện ra việc này. Cửu Trần giáo chủ có quá lòng tin rồi, có quá nắm chắc rồi. Kỳ Linh gật đầu. Không cần kinh hoàng, từ giờ trở đi nghe hiệu lệnh của ta. Được. Lôi Tân giáo chủ gật đầu. Ta ra ngoài môn phái nghênh đón Cửu Trần giáo chủ. Kỳ Linh cười nói. Đến bên ngoài Đông Kỳ phái ư? Lôi Tân đạo quân giật mình liền nói. Không thể, đến bên ngoài môn phái sẽ không có trận pháp cấm chế che chở đâu. Nếu không thể địch, ta sẽ lui vào trong trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái, không lo. Kỳ Linh cười nói. Yên tâm, ta có nắm chắc mà. Lôi Tân đạo quân khuyên không được, chỉ có thể đáp ứng. Bắc Minh đạo hữu, tất cả phải cẩn thận. Trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái cần phải nhờ vào đạo quân ngươi. Trận chiến này, trận pháp cấm chế của môn phái là mấu chốt đấy. Kỳ Linh nói. Điểm ấy xin hãy yên tâm. Lôi Tân đạo quân đáp. Kỳ Linh quay đầu nhìn về phía Na Á, Đan Bảo, Tô Vô Cơ bên cạnh cười nói. Trận chiến này các ngươi không cần tham gia, tiến vào động thiên của ta hay xem cuộc chiến đây? Đương nhiên là xem cuộc chiến rồi. Tô Vô Cơ liền nói. Trận chiến này há có thể bỏ qua được đây. Đan Bảo cũng rung đùi đắc ý. Na Á đạo quân không nói chuyện, nàng đứng bên cạnh Tô Vô Cơ nhìn sang Kỳ Linh. Kỳ Linh cười nói. Cũng tốt thôi, lúc tình huống nguy cấp các ngươi phải đi vào trong động thiên của ta. Dù sao thực lực các ngươi quá yếu, thực chiến đến cuối cùng Kiều Trần giáo chủ sẽ có thể dùng một chiêu tiêu diệt các ngươi. Bọn họ vẫn rất yếu kém. Kỳ Linh có áo sát chúa tể, hộ thể thần thông rất mạnh, bản thân lại có chín đại bí thuật, cho nên dám đấu với cao thủ đẳng cấp như Khổng Táp, Kiều Trần giáo chủ. Đám người Na Á vừa thấy mặt đã bị chém giết, không thể tham gia đại chiến lần này. Tình huống nguy cấp chúng ta sẽ nghe lệnh của chủ nhân. Tô Vô Cơ liền cam đoan. Ta đi ra ngoài. Kỳ Linh gật đầu, hắn liền đi ra ngoài. Đám người Lôi Tân đạo quân, Tô Vô Cơ và các đệ tử Đông Kỳ phái đều nhìn Kỳ Linh đi ra ngoài, trái tim treo trên cổ họng. Chỉ sợ Bắc Minh đạo quân sẽ bị Cửu Trần giáo chủ chém giết, khi đó Đông Kỳ phái cũng xong rồi. Không có biện pháp nào cả, chỉ có thể tin tưởng Bắc Minh đạo quân mà thôi. Những đệ tử Đông Kỳ phái lúc này cũng không có biện pháp. Kỳ Linh đi ra khỏi Đông Kỳ phái, hắn nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện có một đỉnh núi nhỏ và cất bước xuyên qua mấy trăm dặm tới đỉnh núi. Trận chiến này cũng đã tới rồi. Kỳ Linh ngồi trên đỉnh núi, dựa vào một tảng đá lớn, hắn ngắm nhìn chân trời xa xa, ánh mắt của hắn mang theo một tia hỏa diễm. Đó là chiến ý hỏa diễm. Kiếm đạo trung cực của ta, năm đạo mạnh nhất đã có đột phá, kết hợp tạo thành kiếm đạo trung cực, thế nhưng luôn thất bại. Kỳ Linh nhíu mày, hành lang không gian có trợ giúp hắn không nhỏ. Trước khi đến Đông Kỳ phái, Kỳ Linh cũng đột phá hai đạo mạnh nhất, một chính là tích huyết kiếm ý, một cái khác chính là âm dương kiếm ý. Âm dương kiếm ý sau đại chiến với Khổng Tát đạo quân trên đường đi tới Đông Kỳ phái là đột phá rất tự nhiên. Ba đạo mạnh nhất hắn đột phá trong vòng thời gian vạn năm tại hành lang không gian. Hắn có năm đạo mạnh nhất, muốn hình thành kiếm đạo trung cực tầng cao hơn phải có đốn ngộ mới được. Vùi đầu tu luyện, cuối cùng khó có thể leo lên được đỉnh phong. Đại chiến lần này, có lẽ ta mượn nhờ cơ hội này đột phá kiếm đạo trung cực, lĩnh ngộ ra kiếm đạo trung cực tầng thứ hai, bước vào đạo quân nhị bộ vậy. Kỳ Linh rất chờ mong, thực lực của hắn so với lúc giao thủ với Khổng Tát lúc trước có tăng cường đôi chút, nhưng không có lột xác về bản chất. Hiện tại nhu cầu cấp bách chính là cơ hội để đột phá. Rốt cuộc thần điện nguy nga xuất hiện trên bầu trời và bay về phía Đông Kỳ phái. Đến rồi, Cửu Trần giáo đã đến rồi, bọn họ rốt cuộc cũng đến. Rất nhiều người tu hành sớm nghe tin tức nên đã chạy tới đây xem cuộc chiến. Thần điện màu xám nguy nga to lớn xuất hiện trên không trung. Trong thần điện có một đám đạo quân Cửu Trần giáo nhìn những người tu hành đang đứng xa quan sát. Đặc biệt Cửu Trần giáo chủ đang ngồi trên đỉnh đại điện, nhìn quét mắt qua xung quanh, lại nhìn vào đỉnh ngọn núi nhỏ trước cửa chính Đông Kỳ phái. Có một thiếu niên áo trắng đang cõng kiếm đứng đó. Sao, một gã đạo quân nhị bộ ư?
Kiều Trần giáo chủ nhẹ giọng nói nhỏ: Đạo quân nhị bộ nho nhỏ lại dám ngăn cản ở cửa chính Đông Kỳ phái, mưu toan ngăn cản Kiều Trần giáo ta sao? Giáo chủ, Linh Động đạo quân mở miệng nói: Tên đạo quân nhị bộ nho nhỏ kia biết rõ Kiều Trần giáo chúng ta đã đến, hắn lại dám ngăn trước cửa chính, rõ ràng đang khiêu khích Kiều Trần giáo chúng ta. Phái một gã huynh đệ trong giáo diệt trừ hắn đi. Kiều Trần giáo chủ nhàn nhạt lên tiếng: Hắn thân phận cỡ nào đây, làm sao lại đặt một tiểu đạo quân nhị bộ vào mắt cho được? Hốt chân huynh đệ, Linh Động đạo quân lập tức nhìn xuống phía dưới nói: Làm phiền ngươi ra tay giải quyết đạo quân nhị bộ trước cửa chính Đông Kỳ phái đi. Ngươi vừa ra tay nhất định phải quả quyết, như thế mới có thể chấn nhiếp Đông Kỳ phái được, làm cho bọn chúng hiểu đầu hàng thần phục chúng ta mới còn đường sống, chống cự chỉ có đường chết mà thôi. Vâng, Hốt chân đạo quân cung kính đáp. Hốt chân đạo quân là một trong hai đạo quân tam bộ trong giáo, thủ đoạn cũng không kém. Vù, Hốt chân đạo quân bay ra khỏi Cửu Trần thần điện, hắn bay thẳng về phía Kỳ Linh trên đỉnh núi ở xa xa. Sao, người đó là thiếu niên áo trắng lại dám đứng trước cửa chính của Đông Kỳ phái ư? Ngăn cản đường của Cửu Trần giáo chủ đi, cũng quá kiêu ngạo rồi. Nếu ta cảm ứng không sai, hắn là một tên đạo quân nhị bộ mà thôi. Giờ phút này, đám người tu hành ở xa xa đều đã nhìn sang. Hôm nay Kiều Trần thần điện đã hàng lâm, đạo quân nhị bộ lại dám chặn đường, chẳng khác gì châu chấu đá xe. Hiện tại tất cả phải xem Bắc Minh đạo quân rồi. Cũng không biết vị Bắc Minh đạo quân này thực lực cường đại hay là nói khoác đây, ta không cách nào an tâm được. Hãy chờ xem thôi. Các đệ tử Đông Kỳ phái rất là sợ hãi, đặc biệt nhìn thấy tòa thần điện nguy nga đang phiêu phù ở trước mặt, Bắc Minh đạo quân có thể đỡ nổi hay sao? Bắc Minh đạo hữu phải cố lên. Lôi Tân đạo quân yên lặng nhìn xem, đây mới là điểm hắn lo lắng nhất. Hôm nay hắn là thủ lĩnh của Đông Kỳ phái, tất cả đều là do hắn quyết đoán, hắn lựa chọn tin tưởng Kỳ Linh. Kỳ Linh đứng trên đỉnh núi cao nhìn tên đạo quân đối phương bay tới. Tên đạo quân đứng ở xa gào thét: Ta chính là Kiều Trần giáo, Hốt chân đạo quân. Tiểu tử, Kiều Trần giáo ta tới chiếm Đông Kỳ phái mà ngươi dám cản đường, vướng bận, thực sự ngại mạng mình dài hay sao? Hiện tại ta cho ngươi một con đường sống, nhanh chóng thần phục đầu nhập vào Kiều Trần giáo ta, ta còn tha cho ngươi một mạng, nếu không hiện tại ngươi đi chết đi. Tiếng giống của hắn vang vọng trong thiên địa rất lớn, hiển nhiên muốn đánh ra uy thế, làm theo lời Linh Động đạo quân cần phải hào hào chấn nhiếp Đông Kỳ phái một phen, tốt nhất làm cho Đông Kỳ phái sợ tới mức đầu hàng thần phục. Kỳ Linh đứng trên đỉnh núi và cười lớn, tiếng cười của hắn cũng vang vọng trong thiên địa. Hốt chân đạo quân sao? Nếu ngươi hiện tại thần phục ta, ta liền thu ngươi làm tùy tùng, nếu như động thủ, ngươi đi chết đi. Thật là chê cười, vậy ngươi đi chết đi. Hốt chân đạo quân khó thở mà cười, xa xa chỉ một ngón tay. Oanh! Trong thiên địa xuất hiện một tấm ván gỗ, tấm ván gỗ nặng ngàn cân, mỗi một tấm như thế đều có phù văn cường đại và thần diệu, hiển nhiên là một bộ pháp bảo. Thần văn dẫn động và những tấm ván gỗ ngưng tụ thành thanh kiếm màu xanh. Kiếm quang màu xanh sắc bén nhanh chóng chém thẳng về phía Kỳ Linh ở trước mặt. Kỳ Linh nhẹ nhàng lắc đầu, kiếm quang màu xanh tới trước mặt, Kỳ Linh vung tay lên. Kiếm quang màu xanh nổ tung nhanh chóng. Sao? Cái gì? Hốt chân đạo quân biến sắc. Chết đi! Ánh mắt Kỳ Linh lạnh lẽo, lúc này thiên địa xung quanh tối tăm, từng đạo kiếm ý lăng không ngưng tụ. Kiếm ý đáng sợ hình thành kiếm quang vây quanh Hốt chân đạo quân. Rầm rầm, kiếm quang lưu chuyển giống như cối xay từ bốn phương tám hướng bao phủ Hốt chân đạo quân lại. Không, Hốt chân đạo quân hoảng sợ biến sắc, hắn gian nan dựa vào pháp bảo chống cự. Phốc, lúc này ngàn vạn đạo kiếm quang không ngừng nghiệt áp, thần thể vỡ vụn, chân linh chôn vùi trực tiếp mà mất mạng. Kỳ Linh cất bước đi vào hư không, đi tới nơi Hốt chân đạo quân đã chết và phất tay thu lấy pháp bảo Hốt chân đạo quân lưu lại trước khi chết đi. Hắn đứng giữa không trung, gió núi thổi qua, thổi áo bào Kỳ Linh phất phơ. Kỳ Linh đang muốn mượn đại chiến lần này tìm cơ hội đột phá, làm cho kiếm đạo trung cực của mình đột phá. Hắn làm sao có thể dây dưa với một kẻ yếu đây? Kỳ Linh áo trắng ngẩng đầu nhìn thần điện màu xám ở phía xa xa, lạnh như băng nói: Kiều Trần giáo, nhanh chóng rút lui, còn có thể toàn mạng. Nếu không dám tới phạm Đông Kỳ phá lần nữa, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Âm thanh được pháp lực quán thâu
tiếng vọng trong thiên địa không ngừng đáp lại. Một màn này làm các tu sĩ đang đứng xem xa xa và kinh ngạc ngây người, cũng làm cho các đệ tử Đông Kỳ phái Lôi Tân đạo quân ngây ngốc, càng làm cho một đám người tu hành kiểu Trần giáo kinh hãi không thôi. Cái gì? Chỉ bằng vào kiếm ý ngưng tụ đã có thể chém giết một tên đạo quân tam bộ ư? Hắn cõng kiếm đen sau lưng, còn chưa ra khỏi vỏ, cũng không có cận chiến, cũng không có khống chế pháp bảo, chỉ bằng vào kiếm ý đã chém giết đạo quân tam bộ sao? Thật đáng sợ. Hắn đâu phải đạo quân nhị bộ bình thường, hắn chính là đạo quân nhị bộ yêu nghiệt nghịch thiên nhất đây. Khắp nơi đều rung động. Đông Kỳ phái cũng hiểu Bắc Minh đạo quân quả nhiên có thực lực mạnh tới mức đáng sợ. Kiểu Trần giáo cũng hiểu lần này muốn công phá Đông Kỳ phái phải giải quyết thiếu niên áo bào trắng trước mặt trước. Hốt chân huynh, hốt chân, sư phụ. Trong Kiểu Trần thần điện lúc này có nhiều người tu hành hô lên, nội tâm vô cùng bi phẫn. Kiểu Trần giáo chủ ngồi trên cao cười lớn. Có chút ý tứ, xem ra đạo quân nhị bộ nho nhỏ này cũng có chỗ dựa. Như thế nào cũng chỉ là đạo quân nhị bộ mà thôi. Linh động, nhã phù, hung hóa, lúc này không được chủ quan, chúng ta có thể dễ dàng nghiền áp Đông Kỳ phái dễ như trở bàn tay. Ba người các ngươi đồng thời ra tay, trực tiếp nghiền áp giết chết đạo quân nhị bộ kia đi. Sao, ba người chúng ta đồng thời ra tay ư? Nhã phù đạo quân nhịn không được nói, bọn họ cũng không phải hốt chân đạo quân có thể so sánh. Tứ bộ và tam bộ chênh lệch quá lớn. Tứ bộ đều là đại năng tu hành một loại đạo tới mức tận cùng. Đặc biệt là linh động đạo quân, thực lực của hắn rất được, thậm chí có thể chém giết đạo quân tứ bộ. Ta cùng hung hóa ra tay là được rồi. Nhã phù đạo quân nói. Hai ta liên thủ, cho dù là đạo quân nhị bộ yêu nghiệt cũng có thể ứng phó được. Không. Kiều Trần giáo chủ lắc đầu nói. Không nên lãng phí thời gian trên người đạo quân nhị bộ. Ba người các ngươi ra tay làm cho Đông Kỳ phái hiểu, có chống cự cũng không có hy vọng đâu. Vâng. Linh động đạo quân, nhã phù đạo quân, hung hỏa đạo quân đều cung kính đáp ứng. Nếu giáo chủ kiên trì như thế, bọn họ cũng không dám làm trái. Đi. Linh động đạo quân quát, hắn hóa thành hào quang bay ra bên ngoài. Đi. Nhã phù đạo quân, hung hỏa đạo quân cũng bay theo sau ra ngoài. Ba vị phó giáo chủ ra tay, tên đạo quân nhị bộ kia có là đạo quân yêu nghiệt nghịch thiên, trong truyền thuyết cũng chết chắc rồi. Ba vị phó giáo chủ liên thủ chỉ sợ có thể nghiền ép cả Đông Kỳ phái này. Phần đông người tu hành trong thần điện Kiểu Trần giáo đều tin tưởng 10 phần. Ba vị phó giáo chủ bay ra khỏi thần điện, trong nháy mắt bọn họ rời khỏi thần điện đã làm thiên địa biến sắc. Oanh! Chỉ thấy ánh đao vô cùng vô tận sáng lên, biên giới ánh đao còn có sương mù mờ mịt cùng với hỏa diễm vô cùng vô tận. Ánh đao, sương mù, hỏa diễm, lúc này cả ba che phủ thiên địa. Đây là uy năng của đạo. Ba gã phó giáo chủ đều là nhân vật thành danh nhiều năm trong cương vực nơi đây. Bọn họ vừa thể hiện uy năng của đạo đã làm khắp nơi rung động. Kiểu Trần giáo vậy mà phái ra ba vị phó giáo chủ đồng thời ra tay ư? Làm thế có chút lấy lớn hiếp nhỏ không? Đạo quân tứ bộ giết đạo quân nhị bộ đã là quá phận rồi, còn đồng loạt ra tay sao? Đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ, đây là chiến tranh giữa Kiểu Trần giáo và Đông Kỳ phái. Tên đạo quân nhị bộ kia dám lẫn vào thì không thể trách ai được. Đông Kỳ phái muốn trực tiếp nghiền ép giết chết đạo quân nhị bộ ư? Một ít người tu hành nơi xa xa, đặc biệt là một ít thế lực sớm tiềm phục chung quanh Đông Kỳ vĩnh hằng giới, cũng cho thám tử tới quan sát. Bọn chúng tổn thức không thôi, bọn họ đều rất rõ ràng thực lực của ba phó giáo chủ Kiểu Trần giáo cường đại cỡ nào. Chỉ cần một gần không đúng phải ba liên thủ, bọn họ cho rằng tiểu tử áo trắng không thể ngăn cản được. Kỳ Linh đứng giữa không trung và hừ lạnh một tiếng. Oanh! Kiếm quang vô cùng vô tận, giống như thủy triều mãnh liệt quét qua thiên địa, bay thẳng đến ánh đao, sương mù và hỏa diễm. Ánh đao, sương mù, hỏa diễm từ phía chân trời lập tức bay tới nghiền áp Kỳ Linh. Hai bên nhanh chóng va chạm với nhau, sương mù trong tối tăm và hỏa diễm cùng lúc chấn áp xuống dưới. Chỉ có ánh đao va chạm với kiếm quang của Kỳ Linh, hai bên dây dưa không phân trên dưới. Uy năng của đạo liên tục va chạm với nhau. Mà ba gã phó giáo chủ rằng co với Kỳ Linh ở giữa không trung, ba vị phó giáo chủ đều hiểu đây chính là kình địch. Song phương đứng đối diện với nhau, chỉ cần uy năng của đạo va chạm đã làm cho ba vị phó giáo chủ hiểu. Luận cảnh giới đạo thì sao hỏa đạo quân nhị bộ trước mặt có thể so sánh với linh động đạo quân, còn mạnh hơn các đạo quân trước một bậc. Lúc này nội tâm của hắn rung động, nhưng bọn họ vẫn có tự tin như cũ. Bởi vì đạo quân nhị bộ và đạo quân tứ bộ có chênh lệch thần lực và pháp lực cực lớn.
Động thú! Linh động đạo quân truyền âm quát. Gào! Hung hỏa đạo quân ngửa đầu gào thét một tiếng, thân thể nham thạch của hắn bành trướng và hóa thành thạch nhân cao ngàn vạn trượng. Hai chân nham thạch của hắn như cột chống trời, từ đó làm cho đại địa chấn động. Hai tay của hắn như trời sập nện thẳng vào Kỷ Linh. Rất có ý tứ. Bắc Hồng kiếm sau lưng Kỷ Linh lập tức rời tay. Trong lúc nhất thời, ba đầu sáu tay, sáu cánh tay đồng thời nắm một thanh kiếm. Thần kiếm tăng vọt vạn dặm, sáu tay nắm lấy một thần kiếm bay thẳng và bổ mạnh về phía trước. Kiếm đạo trung cực thiên băng thức. Hôm nay Kỷ Linh đã đột phá năm loại đạo mạnh nhất, tuy không thể dung hợp thành kiếm đạo trung cực tầng thứ cao hơn, thực lực chỉnh thể cuối cùng vẫn có bước tiến nhỏ. Hắn bất kể kiếm thuật quỷ dị hay kiếm thuật cương mãnh, mặc kệ bên nào cũng là đẳng cấp với Thanh Phong Thánh Chủ. Thậm chí bởi vì kiếm thuật các phương diện đều am hiểu, cho nên kiếm thuật như vậy có thể đánh với Thanh Phong Thánh Chủ chạy thục mạng. Bành! Kiếm quang vạn dặm va chạm với hai bàn tay như trời sập đè xuống, tiếng nổ mạnh vang lên. Kỷ Linh không kìm lòng được lui về phía sau, mà Hung Hỏa Đạo Quân cũng chấn động, hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước. Hung Hỏa Đạo Quân không hổ là sinh mệnh đặc thù, dựa theo tư liệu mang nhai quốc cho ta, nó chính là sinh mệnh đặc thù dùng lực lượng chứ xanh, tính linh hoạt và kỹ xảo sẽ yếu đi rất nhiều. Kỷ Linh nói thầm. Cái gì? Đạo quân nhị bộ lại có thể đối cứng với hung hỏa sao? Nhã phụ đạo quân kinh hãi. Không tốt rồi. Linh động đạo quân cũng biến sắc. Linh động đạo quân rất rõ ràng, mặc dù hắn xuất toàn lực cứng đối cứng với hung hỏa đạo quân cũng lâm vào thế hạ phong. Linh động đạo quân dựa vào ngươi rồi. Nhã phụ đạo quân truyền âm nói. Sương mù vô cùng nồng đậm muốn che phủ thiên địa, ngay cả uy năng đạo cũng bị áp chế. Trong sương mù ẩn ẩn có cái gì đó tùy thời sẽ lao ra tập kích kẻ địch. Luận âm nhu sao? Kỷ Linh nắm sáu chuôi Bắc Cổng kiếm, sáu tay có kiếm quang lưu chuyển, hơn nữa không thể làm gì. Chết đi! Linh động đạo quân nắm lấy sáu cây đại chùy và lao thẳng về phía trước. Sắc mặt Kỷ Linh khẽ động. Linh động đạo quân có đạo hiệu là linh động, phong cách chiến đấu cực kỳ cuồng bạo. Hắn có lực lượng khác với hung hỏa đạo quân, linh động đạo quân cũng không có sơ hở rõ ràng. Rất tốt, Kiều Trần giáo chủ làm đúng tâm ý của ta. Ta đang muốn tìm đối thủ thích hợp đối chiến một phen, từ đó mượn cơ hội này đột phá kiếm đạo trung cực. Kỷ Linh lộ ra thần thái vui mừng. Không nghĩ tới Kiều Trần giáo chủ lại an bài ba phó giáo chủ tới đây. Ba gã phó giáo chủ liên thủ cũng coi như gây chút áp lực lên mình. Đến rất tốt. Kỷ Linh âm thầm nghênh tiếp. Linh động đạo quân ngang nhiên đánh tới. Nhã phụ đạo quân ở xa xa thao túng pháp bảo đánh tới. Hắn đi con đường luyện khí lưu, cho nên không am hiểu cận chiến. Hung hỏa đạo quân cũng lần lượt đánh ra mấy trưởng lớn. Lực lượng của đại trưởng có thể sánh ngang thiên băng của Kỷ Linh, làm cho Kỷ Linh không cách nào phân tâm được. Trong lúc nhất thời, bên ngoài Đông Kỳ phái vô cùng hỗn loạn, khói đen tràn ngập các nơi, cự nhân nguy nga tấn công điên cuồng. Mà hạch tâm chính là Kiều Trần giáo đệ nhất phó giáo chủ Linh động đạo quân chém giết với đạo quân áo trắng. Chỉ thấy hào quang lôi điện nổ ầm ầm, từng đạo đại chùy liên hợp lẫn nhau giống như lồng giam thiên địa vây công Kỷ Linh. Kỷ Linh dùng sáu chuôi kiếm càng đánh càng cường đại, khi thì như du long khó lường, khi thì như núi lửa phun trào, hoàn toàn không yếu hơn Linh động đạo quân chút nào. Thế nhưng nhã phù đạo quân, hung hỏa đạo quân lần lượt xen vào, làm cho Kỷ Linh không thể không phân tâm. Lúc này Kỷ Linh đang lâm vào thế hạ phong. Vị đạo quân áo trắng kia đúng là rất lợi hại, hắn lấy một địch ba, ba phó giáo chủ Kiều Trần giáo cũng không thể làm gì được hắn. Lợi hại, đạo quân nhị bộ cũng có thể yêu nghiệt như vậy ư? Đây tuyệt đối là đạo quân yêu nghiệt trong truyền thuyết rồi. Ta cũng chỉ nghe qua yêu nghiệt như thế, nhưng chưa từng thấy qua bao giờ. Hiện tại ta cũng đại khai nhãn giới rồi. Sao? Xem ra Kiều Trần giáo không dễ dàng công chiếm Đông Kỳ phái như vậy rồi. Những người quan sát ở phía xa xa không ngừng bình luận, đặc biệt có một ít thám tử thế lực khác đang nói thầm. Có đạo quân áo trắng ở đây, muốn chiếm lĩnh Đông Kỳ phái cũng không phải chuyện dễ dàng. Phiền toái rồi đây. Kiều Trần giáo chủ cau mày nhìn sang. Chiếm lĩnh Đông Kỳ phái thực sự không phải chuyện dễ dàng. Tiểu tử này mới là đạo quân nhị bộ, đã có thực lực cùng đẳng cấp với Linh động đạo quân. Nếu như ở bên ngoài, Kiều Trần giáo chủ đương nhiên không để vào mắt. Thế nhưng đạo quân khác không ngốc, tin tưởng đạo quân áo trắng cũng không ngu xuẩn cận chiến với Kiều Trần giáo chủ. Một khi Kiều Trần giáo chủ động thủ, thì đạo quân áo trắng sẽ quay về trong trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái. Mượn nhờ trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái, Đông Kỳ lão tổ thì lại khác biệt.
kiểu Trần giáo chủ không tin có thể chém giết đạo quân áo trắng trong trận pháp của Đông Kỳ phái. Hai phe thế lực trừ phi chênh lệch thật lớn, nếu không đều có thể mượn nhờ trận pháp cấm chế đền bù chênh lệch. Bắc Minh đạo quân quả thật lợi hại, vậy mà lấy được một địch ba, ngăn cản ba vị phó giáo chủ. Thực lực như vậy lại mượn nhờ trận pháp cấm chế Đông Kỳ phái chúng ta, cũng có thể ngăn cản kiểu Trần giáo chủ rồi. Những đệ tử trong Đông Kỳ phái vô cùng hưng phấn, tuy nhìn Bắc Minh đạo quân ở bên ngoài lâm vào hạ phong, nhưng có thể gánh vác được ba tên phó giáo chủ mà không bại cũng nói rõ thực lực của Bắc Minh đạo quân. Sắc mặt của Lôi Tân đạo quân đang vui mừng, bỗng nhiên hắn cau mày nói thầm: "Không đúng, ta nhớ Bắc Minh đạo quân đã từng nói qua, hắn có thể một chiêu đánh bại Na Á đạo quân, nói là ỷ vào bí thuật, nhưng tại sao ta không nhìn thấy hắn thi triển bí thuật nào cả?" Kỳ Linh lúc trước có thuận miệng nhắc tới am hiểu bí thuật. Cận chiến mạnh như thế, càng am hiểu bí thuật lợi hại thì càng lợi hại hơn nhiều. Lôi Tân đạo quân không dám tưởng tượng nổi. Thống khoái, đến đây đi. Kỳ Linh chiến đấu vui vẻ đầm đìa, hắn có thể thi triển 9 đại bí thuật, nhưng làm thế không có ý nghĩa. Nếu như hắn một lòng phòng thủ thì không ai làm gì được hắn. Hắn đi ra con đường chiến đấu vì ma luyện bản thân, vì đột phá kiếm đạo trung cực. Giờ phút này chém giết với ba vị phó giáo chủ, đặc biệt Linh Động đạo quân cho hắn áp lực rất lớn. Lúc chiến đấu hắn cũng có một ít cảm ngộ. Thống khoái mà. Linh Động đạo quân cũng vô cùng dũng mãnh, hắn đi là đường lôi điện nhất đạo, cực kỳ am hiểu tốc độ và hung mãnh, hắn công kích điên cuồng. "Tiểu tử, mượn nhờ thần thông ngươi có thể duy trì thực lực thời gian ngắn, nếu thời gian dài ta xem ngươi làm sao có thể duy trì được nữa đây." Một lúc sau hắn nhất định gánh không được đâu. Hung Hỏa đạo quân, Nhã Phù đạo quân cũng tràn ngập tin tưởng, bọn họ cũng cho rằng đạo quân nhất định dựa vào thần thông mới có thể bộc phát lực lượng như thế. Thần thông càng nghịch thiên, tiêu hao thần lực càng nhanh. Tiếp tục chiến đấu không quá lâu, bọn họ lại không biết chính thức tiếp tục chiến đấu, Kỳ Linh còn lợi hại hơn ba người bọn họ, bởi vì thanh hoa chi vụ chi lực của hắn tiêu hao rất chậm, cho nên tiếp tục được rất lâu. Chiến đấu được tiếp tục, trận đại chiến vẫn tiếp tục, đảo mắt đã qua gần nửa canh giờ. Nửa canh giờ với người tu hành đây là thời gian ngắn. Đám người tu hành ở xa xa hưng phấn nhìn sang, chỉ có ba phó giáo chủ mới hiểu rõ, kiểu Trần giáo chủ cũng cảm thấy không đúng. Tại sao chiến đấu lâu như thế? Vì sao thần lực của hắn có thể duy trì tới bây giờ được đây? Kiểu Trần giáo chủ, ba vị phó giáo chủ đều cảm thấy không đúng. Đúng vào lúc này, vẫn còn kém một chút nữa. Kỳ Linh âm thầm lắc đầu nói: "Chiến đấu với ba người này giúp ta có nhiều cảm ngộ kiếm thuật, cần phải làm năm đạo mạnh nhất tiến thêm một bậc, kết hợp đạo mạnh nhất thành kiếm đạo trung cực. Vẫn chưa được, áp lực của ba tên phó giáo chủ gây cho ta quá nhỏ." Kỳ Linh không muốn lại tiếp tục với ba tên phó giáo chủ nữa, bởi vì chiến đấu đến bây giờ, đối phương có thủ đoạn nào cũng thi triển ra rồi, đối với Kỳ Linh mà nói cũng không có trợ giúp. "Kết thúc thôi." Kỳ Linh tâm niệm vừa động, 9 đầu giao long mang theo lực lượng hủy diệt đáng sợ xuất hiện, chúng bay quanh người thân thể Kỳ Linh. 9 đầu giao long giao thoa với nhau, dùng kiếm đạo trung cực, chi âm dương kiếm ý, ảo diệu nhanh chóng hình thành vòng xoáy đại quy mô, trực tiếp quét qua tất cả. "Không tốt rồi." Linh Động đạo quân đang cận chiến với Kỳ Linh lập tức sợ hãi, hắn phát hiện 9 đại bí thuật vô cùng cường đại. "Đạo quân áo trắng có bí thuật đáng sợ như vậy ư?" Oanh! Chỉ thấy 6 đại chùy của Linh Động đạo quân sinh ra phủ văn phức tạp giao thoa với nhau, thần văn bắt đầu khởi động, dùng mỗi một chuôi đại chùy làm trung tâm hình thành một tấm chắn. Lúc này có 6 tấm chắn như thế hình thành, 6 tấm chắn kết hợp với nhau hình thành một lồng giam kín kẽ. Rầm rầm rầm! Uy năng của 9 đại bí thuật trùng kích, tấm chắn lôi điện hóa thành lồng giam, tấm chắn lôi điện dễ dàng ngăn cản. "May mắn có bí bảo này, nếu không sẽ vứt bỏ tính mạng, đi nhanh lên." Sắc mặt Linh Động đạo quân trắng bệch, lúc này hắn khống chế lồng giam bay đi cực nhanh, tốc độ đạt tới gấp 50 lần ánh sáng. 6 thanh đại chùy pháp bảo cũng không tầm thường, cần biết bên ngoài vô tận cương vực chính là hắc ám vô tận. Linh Động đạo quân đứng ở biên giới cương vực nhìn hắc ám, hắn thích nhìn hắc ám, bởi vì khi đó nội tâm của hắn yên tĩnh, càng giúp hắn cảm ngộ đao đạo. Có một ngày hắn tu hành ở biên giới hư không hắc ám và phát hiện 6 chuôi đại chùy từ trong bóng tối bay tới, không biết 6 chuôi đại chùy trôi nổi bao lâu, chúng vô cùng hoàn hảo. Linh Động đạo quân đạt được 6 chuôi đại chùy này, lập tức phát hiện 6 chuôi đại chùy này rất thần kỳ, bản thân chúng vô cùng nặng nề, uy năng công kích rất mạnh. Cần biết cho dù Thanh Phong giáo chủ giao thủ với Kỳ Linh cũng phải bại trốn trong thời gian ngắn,
Linh Động Đạo Quân có thể sánh ngang Thanh Phong Thánh Chủ, lại đánh không phân cao thấp với Kỷ Linh, chính là sáu chui đại chùy này. Từ đó có thể thấy được uy lực của nó bất phàm như thế nào. Nó có thể hình thành lồng giam lôi điện, lúc chạy trốn khỏi chết, lồng giam lôi điện có thể đạt tới tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Lần này bị chín đại bí thuật vây công, cho nên uy năng giảm mạnh. Được sáu chui đại chùy, Linh Động Đạo Quân hiểu rõ, chỉ sợ sáu chui đại chùy này là pháp bảo của đại năng cổ xưa, thậm chí có thể là bảo vật cường đại của đế quân còn sót lại. Từ nay về sau, hắn sử dụng sáu thanh đại chùy làm vũ khí, địa vị càng thêm vững chắc. Không tốt rồi. Nhã Phù Đạo Quân đi đường luyện khí lưu, đứng xa xem xét, nhìn thấy chín đầu giao long xuất hiện như dòng nước lũ quét qua, lập tức cảm giác có uy hiếp chí mạng. Sau khi pháp bảo của hắn bị chín đại bí thuật càn quét thì mất đi khống chế. Nếu như bị đụng chạm, ta nhất định bị mất mạng, nhanh chóng bỏ trốn mới được. Vèo. Nhã Phù Đạo Quân cắn răng xuất ra đạo phù màu đen. Trên đạo phù có từng đường vân hình tròn. Chỉ thấy Nhã Phù Đạo Quân bóp nát, lập tức khe hở màu đen bao phủ Nhã Phù Đạo Quân. Vèo. Nhã Phù Đạo Quân hóa thành con thoi, biến mất trong không gian. À. Thạch cự nhân sinh mệnh đặc thù Hung Hỏa Đạo Quân lại thống khổ chu lên. Thân thể nham thạch của hắn bị chín đại bí thuật trùng kích và phá thành mảnh nhỏ, căn bản không ngăn cản được. Thạch cự nhân cao ngàn vạn dặm bị hủy diệt, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Trong mắt của hắn mang theo một tia tuyệt vọng. Kỷ Linh thi triển chín đại bí thuật là chuyện trong nháy mắt, tất cả diễn ra quá nhanh, ngay cả Cửu Trần giáo chủ cũng không kịp cứu viện. Sao? Kỷ Linh nhíu mày nói. Lại có hai tên chạy thoát ư? Trong chiến đấu lúc trước, không gian hỗn loạn, không có cách nào xuyên qua không gian. Hiện tại Nhã Phù Đạo Quân mượn nhờ đạo phù bỏ chạy. Không nghĩ tới Nhã Phù Đạo Quân vậy mà thấp nhất lại ẩn giấu thủ đoạn thần kỳ như vậy. Kỷ Linh dự đoán sát chiêu của mình không có khả năng giết Linh Động Đạo Quân, dù sao thực lực mạnh như vậy cũng có át chủ bài bảo vệ tính mạng. Ai ngờ Nhã Phù Đạo Quân lại có kỳ vật như thế. Sáu thanh đại chùy của Linh Động Đạo Quân là pháp bảo hắn sử dụng, không ngờ có thể ngạnh kháng chín đại bí thuật được. Nếu như là Khổng Tát, Cửu Trần giáo chủ ngạnh kháng chín đại bí thuật cũng bỏ đi, Linh Động Đạo Quân lại có thể kháng trụ. Sáu thanh đại chùy kia vô cùng thần kỳ, thậm chí trốn chạy tốc độ cũng cực nhanh. Kỷ Linh âm thầm sợ hãi thán phục, sáu thanh đại chùy kia không phải pháp bảo tầm thường. Nội tâm Kỷ Linh có rất nhiều suy nghĩ, tuy nhiên động tác của hắn không chậm chút nào, trực tiếp ném ra hồ lô tối sầm. Hồ lô bay về phía nham thạch cự nhân Hung Hỏa Đạo Quân. Hung Hỏa Đạo Quân, hoặc là thần phục ta, hoặc hiện tại ta giết ngươi. Kỷ Linh nhìn Hung Hỏa Đạo Quân chỉ còn lại cái đầu lâu ở phía xa xa. Lập tức lựa chọn đi. Thần phục, thần phục. Hung Hỏa Đạo Quân hoảng sợ vạn phần, hắn không do dự lựa chọn thần phục. Vèo. Đầu lâu cự nhân bay lơ lửng trong chín đại bí thuật và tiến vào hồ lô màu đen. Đầu lâu nham thạch màu đen nhanh chóng thu nhỏ lại. Đáng chết mà. Cửu Trần giáo chủ nhìn thấy Kỷ Linh thi triển chín đại bí thuật trong nháy mắt liền biến sắc. Đạo quân giao chiến nhanh cỡ nào đây, hắn căn bản không kịp cứu viện Hung Hỏa Đạo Quân. Oanh. Cửu Trần giáo chủ lao ra khỏi thần điện, chỉ thấy trong tay của hắn xuất ra trường côn màu đỏ. Trường côn lập tức tăng vọt trên ức dặm, dường như trụ trời. Hắn cầm trường côn và xoay tròn, sau đó quét ngang qua Kỷ Linh. Ầm ầm. Một côn quét qua thiên địa biến sắc, làm cho chín đại bí thuật hình thành vòng xoáy cũng hỗn loạn rất dữ dội. Chín đại bí thuật vốn vô hình nhưng sau đó khôi phục nhanh chóng. Một côn của hắn cũng nhanh chóng quét qua Kỷ Linh. Đáng tiếc. Kỷ Linh đối diện một côn đáng sợ này, hắn lập Linh Động Đạo Quân đang bị lồng giam lôi điện bao phủ và bỏ chạy thục mạng. Linh Động Đạo Quân hiện tại chạy thục mạng, luận tốc độ cũng gấp 50 lần tốc độ ánh sáng. Nếu chính mình dùng phi chu có thể đuổi theo, nhưng lồng giam lôi điện kia có thể gánh được chín đại bí thuật, chỉ sợ mình cũng không làm gì được, chỉ có thể dựa vào thanh hoa vũ khí chi lực chậm rãi hao tổn, dựa vào thời gian để thủ thắng. Những chuyện này chỉ là hắn suy nghĩ quá nhiều, bởi vì Cửu Trần giáo chủ đã đánh tới. Đến đây đi, ta muốn xem Cửu Trần giáo chủ cùng đẳng cấp với Khổng Tát Đạo Quân có lực lượng cận chiến mạnh như thế nào nào. Kỷ Linh cũng cảm giác thực lực của mình tại thành Thiên Mộc có tiến bộ chút ít, uy năng chín đại bí thuật có thể ảnh hưởng lên côn pháp của đối phương, khi đó mình mới có thể đánh với đối phương một trận. Phá cho ta. Kỷ Linh sử dụng sáu cánh tay cầm một thanh kiếm, thi triển ra kiếm đạo trung cực Thiên Băng Thức. Bành. Thiên băng va chạm với trường côn, lực lượng hủy diệt bộc phát rất mạnh. Kỷ Linh cảm giác lực đạo vô cùng vô tận truyền tới, truyền vào trong người của hắn liền bị áo giáp chúa tể suy yếu rất nhiều.
Cho dù như thế, Kỳ Linh vẫn bay ngược về phía sau. Vậy mà không chết ư? Cửu Trần giáo chủ mang mặt nạ bạc cũng giật mình nói: vậy thì đón thêm một chiêu của ta. Hắn trực tiếp xông vào trong vòng xoáy chín đại bí thuật. Bí thuật bộc phát uy lực làm cho Cửu Trần giáo chủ khiếp sợ. Tốc độ của hắn giảm mạnh, hắn vẫn có thể ngăn cản như cũ. Ánh mắt của hắn lợi hại hơn rất nhiều. Đối thủ quá khó chơi, bí thuật này mạnh hơn ta rất nhiều. Chiến đấu quá nhanh, Hung Hỏa đạo quân bị bắt, Nhã Phủ đạo quân biến mất vô ảnh vô tung, Linh Động đạo quân bị thương hoảng sợ chạy trốn. Cửu Trần giáo chủ đã giết ra tới nơi. Đó là chiêu số gì vậy? Ba đại phó giáo chủ bại trong nháy mắt, ngay cả Cửu Trần giáo chủ cũng phải ra tay ư? Hẳn là bí thuật rồi, cũng có thể là uy năng đạo phù bộc phát thôi. Bất kể là người quan sát từ xa hay là người tu hành của Cửu Trần giáo đều khẩn trương nhìn vào đại chiến. Trận đại chiến này diễn ra quá nhanh, hơi không chú ý là chấm dứt ngay lập tức. Cửu Trần giáo chủ ngang nhiên xông vào trong vòng xoáy chín đại bí thuật. Kỳ Linh cũng không ngạc nhiên, dù sao Khổng Tắc đạo quân có thể ngạnh kháng chín đại bí thuật, Cửu Trần giáo chủ phản kháng được cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng là tồn tại có thể sánh ngang Vĩnh Hằng đế quân. Đợi tới lúc kiếm đạo trung cực của ta đạt tới tầng thứ cao hơn, ta lại khống chế chín đại bí thuật, khi đó uy lực của chín đại bí thuật bành trướng, không dễ dàng ngạnh kháng như vậy đâu. Khổng Tát, Cửu Trần cùng đẳng cấp với nhau, thế nhưng Cửu Trần giao thủ chính diện lại yếu hơn Khổng Tát rất nhiều. Trải qua chín đại bí thuật suy yếu, chỉ sợ hắn còn lại 6-7 thành uy năng thôi. Kỳ Linh vừa rồi còn ở biên giới trận pháp Đông Kỳ phái, lúc này thân thể chấn động, áo giáp chúa tể suy yếu rất nhiều. Nếu không có áo giáp chúa tể, chỉ sợ hắn đã trọng thương không nhẹ. Chết đi! Cửu Trần giáo chủ đã giết đến, trong ánh mắt mang theo một tia phẫn nộ. Cửu Trần giáo chủ, vào trong Đông Kỳ phái đánh tiếp đi. Kỳ Linh nhếch miệng cười, hắn lập tức chui vào trong cấm chế của Đông Kỳ phái. Mặc dù bên ngoài có chín đại bí thuật, nhưng mình bị một chiêu đánh bay, từ đó có thể thấy hắn không thể đánh tiếp. Trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái được coi là cái gì chứ? Cửu Trần giáo chủ căn bản không do dự, hắn cầm trường côn đâm thẳng vào trong cấm chế và bay vào bên trong Đông Kỳ phái. Tiến vào rồi. Sau khi xông vào Đông Kỳ phái, trong mắt Cửu Trần giáo chủ mang theo một tia hưng phấn. Hắn cảm giác được triệu hoán trong tối tăm. Ta cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Thời điểm Đông Kỳ lão tổ không chết, ta không dám đi vào. Hiện tại thì sao đây? Chỉ bằng một đạo quân nhị bộ yêu nghiệt cũng muốn ngăn cản ta sao? Thực sự là nằm mơ mà. Đế quân suy diễn quả nhiên đúng vậy. Cơ duyên của ta nằm trong cương vực này. Ta vất vả đoạt vị trí Cửu Trần giáo chủ cũng xem như có giá trị rồi. Trong nội tâm của Cửu Trần giáo chủ có rất nhiều suy nghĩ, nhưng hắn ra tay không chút lưu tình. Phá cho ta! Trường côn trong tay huy động rất nhanh. Rầm rầm rầm, giống như nước biển vô tận đang gào thét. Trong trường côn ẩn chứa lực lượng hủy diệt rất mạnh, tùy ý tấn công vào trong Đông Kỳ phái. Trong lúc nhất thời, trường côn của hắn va chạm vào cung điện, cung điện hủy diệt, tường viện bị hủy diệt cực kỳ nhanh chóng. Thậm chí bởi vì hắn giết vào quá đột ngột, rất nhiều đệ tử của Đông Kỳ phái đang xem cuộc chiến chết đi mười mấy người. Mau tránh ra! Lôi Tân đạo quân kinh hãi, Cửu Trần giáo chủ đánh tới quá nhanh. Mau tránh ra! Đồng thời hắn cũng vận dụng trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái. Xoẹt xoẹt, rất nhiều trận pháp cấm chế trong Đông Kỳ phái đã bị kích phát rất mạnh. Trận pháp thủ hộ mạnh nhất cũng bộc phát. Lúc này có hòa quang màu vàng như con rắn nhỏ xuất hiện, từ bốn phương tám hướng vây công Cửu Trần giáo chủ. Mỗi con rắn nhỏ nhìn như vô cùng nhỏ yếu, nhưng lại làm cho Cửu Trần giáo chủ biến sắc. Đông Kỳ lão tổ đúng là cam lòng mà, hắn bố trí đại trận mạnh như vậy ư? Hang ổ của mỗi đại năng vô cùng nguy hiểm. Tuy trước kia hắn phi thường muốn tiến vào Đông Kỳ phái, thế nhưng Đông Kỳ lão tổ còn sống một ngày, có pháp thân tọa trấn thì hắn không dám vào. Mặc dù hiện tại không có Đông Kỳ lão tổ, nhưng hang ổ vẫn vô cùng nguy hiểm. Uy lực còn mạnh hơn bí thuật chín đại bí thuật của Kỳ Linh một bậc, gần như tiếp cận uy năng của Vĩnh Hằng đế quân. Mau tới đây, mau tới! Lôi Tân đạo quân phất tay thu các môn hạ đệ tử vào trong động thiên của mình. Các ngươi cũng đừng xem cuộc chiến nữa. Kỳ Linh cũng đến bên cạnh Tô Vô Cơ, Đan Bảo, Na Á đạo quân. Kỳ Linh biểu lộ trịnh trọng nói: ta và Lôi Tân đạo quân không cách nào xác nhận thủ đoạn của Cửu Trần giáo chủ, nói không chừng sẽ bộc phát đại sát chiêu, các ngươi tới gần sẽ vứt bỏ tính mạng. Đám người Tô Vô Cơ không dám ôm tâm lý may mắn nên ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ Linh vung tay lên,
Tô Vô Cơ, Đan Bảo, Na Á đều bị Kỳ Linh thu vào trong động thiên. Cả Đông Kỳ phái trong một thời gian ngắn chỉ còn 3 sinh linh: Cửu Trần giáo chủ, Kỳ Linh và Lôi Tân đạo quân. Lôi Tân đạo quân, chính ngươi phải cẩn thận, Kỳ Linh chuẩn âm nói. Bởi vì Lôi Tân đạo quân phải khống chế trận pháp cho nên không thể trốn. Yên tâm, ta cách xa xa, trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái rất mạnh, Cửu Trần giáo chủ cũng không cách nào cảm ứng được. Hắn không thể cảm ứng vị trí của ta. Nếu bị lan tới gần, chỉ trách vận khí của ta không tốt mà thôi. Trong mắt Lôi Tân đạo quân mang theo vẻ điên cuồng. Bắc Minh đạo hữu, hiện tại phải xem ngươi rồi. Kỳ Linh gật đầu. Chính là vị trí này. Cửu Trần giáo chủ mang theo triệu hoán trong tối tăm kia, những con rắn nhỏ kim sắc lúc này đang ngăn cản. Đồng thời trong Đông Kỳ phái, chỗ hắn đi qua, chỗ hắn lướt qua, tất cả không ngừng bị phá hư. Cửu Trần giáo chủ, ở bên ngoài ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi xông vào trận pháp Đông Kỳ phái là quá liều lĩnh rồi. Khống chế chín đại bí thuật, Kỳ Linh lại xuất hiện lần nữa. Trong mắt Kỳ Linh mang theo chiến ý. Đại chiến với cao thủ cảnh giới Cửu Trần giáo chủ mang cho Kỳ Linh cảm giác chiến đấu thật khác biệt. Hắn càng có khả năng ngộ đạo rất lớn. Giao chiến cấp độ này vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ chết ngay. Kỳ Linh cũng có trận pháp cấm chế Đông Kỳ phái hỗ trợ mới có thể đánh một trận. Xoẹt, kiếm quang bay tới, sắc mặt Cửu Trần giáo chủ biến hóa. Đáng chết, đạo quân nhị bộ này quá khó chơi. Vô số con rắn màu vàng vây công tới. Ầm ầm, chín đại bí thuật cũng hóa thành giao long tiến hành áp chế. Bên ngoài cơ thể của Cửu Trần giáo chủ có từng vằn nước rung động, vẫn không thể ngăn cản, hắn cũng bắt đầu suy yếu. Trận pháp cấm chế này cộng thêm bí thuật đạo quân nhị bộ, khi đó thực lực của ta miễn cưỡng chỉ có thể phát huy một thành. Cửu Trần giáo chủ như phạm nhân rơi vào vũng bùn, mỗi chiều mỗi thức của hắn đều giảm tốc độ. Càng Kỳ Linh bộc phát kiếm quang, vù vù vù, trường côn như giao long càn quét các nơi. Kiếm quang của Kỳ Linh vô hình vô ảnh, hắn yên lặng không một tiếng động tấn công từ bốn phương tám hướng. Kiếm thuật của hắn vô cùng quỷ dị. Cửu Trần giáo chủ hoàn toàn bị nghiền áp, thực sự không phát hiện kiếm thuật của Kỳ Linh. Thực lực hiện tại của hắn không ngừng bị suy yếu, hắn cũng càng phát hiện ra Kỳ Linh thực sự rất khó chơi. Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, ta đang ở hang ổ của Đông Kỳ phái sẽ gặp bất lợi rất lớn. Cửu Trần giáo chủ gầm lên, khí thế của hắn tăng vọt, trường côn trong tay hắn tiếp tục kéo dài và lập tức áp chế Kỳ Linh lâm vào hạ phong. Cửu Trần giáo chủ thực lực rất mạnh. Kỳ Linh rất hưng phấn nói, rất là tốt, thực lực càng mạnh sẽ hỗ trợ ta càng nhiều, chỉ cần không vượt qua khả năng thừa nhận cực hạn của ta là được. Kỳ Linh thỏa thích ma luyện kiếm thuật của mình, hắn có cảm ngộ khác biệt về kiếm thuật. Cửu Trần giáo chủ đời trước là lão giáo chủ, hắn rất tà ác, khai sáng cơ nghiệp Cửu Trần giáo. Ba người Linh Độc đạo quân đều đi theo lão giáo chủ. Về sau lão giáo chủ đã chết, hắn lên kế thừa vị trí giáo chủ. Hắn vẫn mang mặt nạ màu bạc nên rất thần bí, mới lần ra tay và được mang nhai quốc phán định thực lực cùng đẳng cấp với Khổng Tát đạo quân. Cút ngay, cút ngay! Cửu Trần giáo chủ áp chế Kỳ Linh, hắn không ngừng đi tới. Kỳ Linh bị ép không ngừng lui về phía sau. Thế nhưng dần dần ánh mắt Kỳ Linh biến hóa, ánh mắt của hắn có một tia nghi hoặc cùng hiểu ra. Tại sao người tu hành phải mạo hiểm đây? Tại sao phải tu luyện sinh tử đây? Bởi vì có đầy đủ áp lực, đầy đủ gặp gỡ mới có thể xúc động đột phá. Nếu như vẫn vùi đầu tu hành sẽ không có thành tựu gì cả. Côn pháp của Cửu Trần giáo chủ vô cùng huyền diệu. Tuy Kỳ Linh đi con đường kiếm đạo trung cực, nhưng hắn chỉ là đạo quân nhất bộ. Cửu Trần giáo chủ có đạo hoàn toàn bao trùm trên Kỳ Linh, cũng mang cho Kỳ Linh áp lực rất lớn. Dưới áp lực, Kỳ Linh ở trong hành lang hỗn độn gần 100 vạn năm, nhà cỏ có gia tốc thời gian, tích lũy cũng đủ để đột phá. Rốt cuộc kiếm đạo trung cực tầng thứ hai rồi. Kỳ Linh tươi cười. Rầm rầm rầm, chín đại bí thuật mênh mông hung hãn cũng biến hóa, trở nên càng u ám, thâm bất khả chắc. Uy năng tăng lên một mảng lớn, uy năng đã cùng đẳng cấp với trận pháp cấm chế Đông Kỳ phái. Sắc mặt Cửu Trần giáo chủ biến hóa. Hắn vốn có thể áp chế Kỳ Linh, hiện tại hắn hoàn toàn ngăn cản chín đại bí thuật và con rắn nhỏ màu vàng. Cửu Trần giáo chủ cầm trường côn trong tay, hắn kiệt lực ngăn cản nhưng không thể né tránh hoàn toàn. Dư âm chiến đấu còn lại làm các cung điện sụp đổ nhanh chóng. Nếu như kiếm đạo trung cực của ta có thể đạt tới tầng thứ 3, có lẽ chín đại bí thuật của ta có thể sánh bằng vạn thần đạo quân thi triển ra. Kỳ Linh nói thầm, dựa theo hắn suy đoán, kiếm đạo trung cực lợi hại, lúc thành đạo quân tam bộ,
kiếm đạo trung cực có thể sánh ngang đám người Lê Tinh công chủ. Vạn thần đạo quân khi đó dùng kiếm đạo trung cực thi triển 9 đại bí thuật, có lẽ có thể tương đương vạn thần đạo quân thi triển ra, lúc đó có thể trói buộc được Ma Lạc ba đại đế. Còn hiện tại ư, áp chế không thể áp chế Ma Lạc ba đại đế, nhưng đối phó Cửu Trần giáo chủ là cũng đủ rồi, hắn không thể đối kháng nhẹ nhõm như lúc trước được. Cửu Trần giáo chủ sao? Chúa tể đạo phù giết Khổng Tát là bất đắc dĩ, nếu có thể dựa vào thực lực của chính mình đánh bại hoặc đánh chết Cửu Trần giáo chủ mới có ý tứ. Thân thể Kỷ Linh lui về phía sau, chín đại bí thuật và con rắn nhỏ màu vàng cũng lui lại, nhanh chóng lui xa mấy vạn dặm. Kỷ Linh đứng ở đó, hắn nhìn Cửu Trần giáo chủ kiệt lực ngăn cản chín đại bí thuật và con rắn nhỏ màu vàng tấn công. Bắc Minh đạo hữu, tại sao lại lui về phía sau vậy? Lôi Tân đạo quân truyền âm hỏi. Ha ha, ta có đốn ngộ, ta muốn đột phá. Kỷ Linh truyền âm nói. Sau khi ta đột phá, Cửu Trần giáo chủ không đủ gây áp lực cho ta được đâu. Vèo. Một chiếc phi chu màu đen xuất hiện, Kỷ Linh tiến vào phi chu. Oanh. Kỷ Linh có chín đại bí thuật hộ pháp, có phi chu che chở cho nên trực tiếp đột phá. Tuy hắn đột phá thành nhị bộ, trước tiên phải đột phá luyện khí lưu, kim đan không gian hỗn độn trước, sau mới đột phá thần thể, bởi vì dù sao nơi này cũng là chiến trường, nếu như hai phương diện đồng thời đột phá, một khi gặp được nguy hiểm sẽ không thể phản kháng, cho nên cẩn thận mới là tốt. Thậm chí vì mau chóng hoàn thành đột phá, Kỷ Linh trực tiếp sử dụng hỗn độn tinh thạch. Trước kia giết Khổng Tát đạo quân, Kỷ Linh đạt được không ít bảo vật, chẳng những pháp bảo kỳ vật của hắn, ngay cả hỗn độn tinh thạch, hỗn độn linh dịch cũng vượt qua hai ước phương. Đột phá đến đạo quân nhị bộ, cần thiết hỗn độn tinh thạch với Kỷ Linh chỉ là mưa bụi. Ầm ầm. Đạo thụ trong kim đan không gian hỗn độn của Kỷ Linh đã bắt đầu sinh trưởng. Đạo thụ nguy nga, chạc cây giống như dao long, cảnh lá tươi tốt, vốn chỉ cao 5.000 trượng, hiện tại nó không ngừng tăng trưởng. Cành cây sinh trưởng dài hơn, thân cây cũng nguy nga hơn, lúc này nó nhanh chóng cao tới 8.000 trượng. 8.000 trượng, đây là cực hạn của đạo quân nhị bộ. Đạo quân tầm thường tu hành đột phá, mặc dù đột phá đến đạo quân nhị bộ cũng chỉ cao 6-7 trượng. Về sau, khi cảm ngộ dần dần hoàn thiện đạo của chính mình, cho tới khi đạt tới 8.000 trượng. Thế nhưng Kỷ Linh thì khác, kiếm đạo trung cực của hắn ở cùng cấp độ đạt tới trung cực, vừa đột phá đã đạt tới cấp độ cực hạn. Nếu như đạo quân tứ bộ bình thường cần tu hành mới sẽ đạt tới biên giới hợp đạo, như vậy Kỷ Linh đạt tới đạo quân tứ bộ cũng chạm tới biên giới hợp đạo luôn. Kiếm đạo trung cực của ta tu hành cũng gian nan hơn nhiều, chỉ đạo quân nhất bộ đột phá đến đạo quân nhị bộ đã vây khốn ta lâu như vậy rồi. Kỷ Linh âm thầm cảm khái, như Tô Vô Cơ đã sớm đạt tới nhị bộ, như Đan Bảo cũng vùi đầu luyện đan, tự nhiên sẽ có đột phá. Bởi vì đạo quân bình thường tu hành, nhất bộ đến nhị bộ đều rất nhẹ nhàng và rất nhanh. Rất nhiều người không gặp bình cảnh gì. Kỷ Linh nghiêm khắc mà nói, đã tu hành 100.000 năm. So sánh ra, đạo quân nhị bộ tương đối nhẹ nhõm. Kế tiếp đến đạo quân tam bộ, cần độ khó gấp cả ngàn lần. Đến đạo quân tứ bộ thì càng thêm khó hơn. Kỷ Linh hiểu đạo của mình gian nan cỡ nào, đột phá đến tứ bộ lại càng khó hơn nữa. Như suy diễn nhất đạo cực nghịch thiên, chính là Đại Mạc đạo quân. Hắn vẫn chỉ là đạo quân tam bộ, kiếm đạo trung cực của Kỷ Linh còn mạnh hơn nữa. Vù. Đạo thụ sinh trưởng, kim đan không gian hỗn độn bắt đầu khuếch trương. Bởi vì tiêu hao là hỗn độn tinh thạch, cho nên tất cả yên lặng, không một tiếng động. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 205 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.